Bà Hồ Thị Thùy Vân, hiệu trưởng trường tiểu học xã Đắc Hà, xã Đắc Hà, hát tu mơ rông, con tum, cho biết giáo viên của trường đang giao bán hai con heo để lấy tiền nấu ăn bữa trưa miễn phí cho học sinh. Theo bà Vân, năm học năm 2022 đến năm 2023, trường tiểu học xã Đắc Hà có 669 học sinh, trong đó 97% là người dân tộc thiểu số. Số lượng học sinh người bản địa đông nhưng chỉ có 394 em được hưởng chính sách hỗ trợ gồm 15 kg gạo, 149.000 đồng tiền ở và 569.000 đồng tiền ăn trên một tháng cho mỗi em. Bên cạnh đó, lại không có cơ chế, chính sách cho giáo viên nấu ăn, trực quản lý học sinh bán chú và không có kinh phí xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất nhà ở nội chú, bếp ăn học sinh nên tình hình rất khó khăn. Đặc biệt, tại điểm trường ti tu của trường tiểu học xã Đắc Hà, có đến 63 em không được hỗ trợ tiền ăn chưa? Thời gian đầu, cán bộ, giáo viên nhà trường đã trích tiền túi để nấu cơm cho số học sinh này. Qua công tác truyền thông, kêu gọi, thời gian sau các nhà hảo tâm đã hỗ trợ để duy trì bữa ăn bán chú cho 63 học sinh, còn phụ huynh góp thêm rau củ hoặc củi đốt. Ba năm qua, để ngăn học sinh ở điểm trường ti tu nghỉ học, giáo viên nhà trường đã nấu cơm trưa miễn phí để giữ học sinh ở lại lớp học. Tiền nấu ăn do chính giáo viên đóng góp và sự ủng hộ của các nhà hào tâm. Nhờ đó, tình trạng học sinh nghỉ học giảm hẳn. Hiện tại, số tiền để nấu ăn cho các em đã gần cạn. Lo sợ khi ngừng nấu ăn, học sinh sẽ nghỉ học nên nhà trường quyết định bán hai con heo rừng lai nặng khoảng 60 kg trên một con để gây quỹ. Bà Vân cho hay với giá thị trường hiện nay, nếu bán hai con heo sẽ được khoảng 6-7 triệu đồng số tiền này có thể duy trì được hơn 10 ngày ăn trưa cho 63 học sinh ở điểm trường Ti Tu. Cũng theo bà Vân, vào tháng 6 năm ngoái, các giáo viên của trường đã bỏ tiền túi mua hai con heo giống và tự chăm sóc. Nhà trường dự định sẽ làm thịt heo nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam tới đây. Tuy nhiên, nhận thấy việc duy trì bữa ăn cho học sinh là cấp thiết hơn nên các giáo viên quyết định bán hai con heo này.